Nam, một tay chơi có hạn, cũng là một thiếu gia ở thành phố Hồ Chí Minh, tặc lưỡi bảo: những ngón nghề gái mại dâm trong những quán cà phê hay những quán bia ôm đã xưa lắm rồi, Diễm ơi. Giờ đây, các cô gái bán dâm thường tập kết ở ngay những góc đường nhiều người qua lại, hay xuống giá hơn thì đứng vẫy khách ở những cây cầu gần tụ điểm khách sạn mini mà giới ăn chơi quen gọi là cầu vẫy, phố lướt. Dạt vào một quán cà phê trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, mới 20 giờ mà đã vài chân dài đi xe SH, đi lên, lượn qua lượn lại. Nếu thấy dài nào ngơ ngác ngó nghiêng là mấy cô lướt qua, đi một đoạn liền buông những câu đối đáp đông đưa. Nam bảo, góc đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, cắt Nguyễn Thị Minh Khai và vòng xoay Điện Biên Phủ nối liền quận 1 với Bình Thạnh là những điểm tập kết của bướm đêm với những chiếc xe tay ga đắt tiền mà dân chơi quen gọi là phố lướt. Trước đây, gái mại dâm đứng đông như hội ở cầu Thị Nghè, cầu Điện Biên Phủ, nhưng nay công an dẹp ác liệt. Đám này đành phải lượn như đèn cù trên các tuyến phố. Nam bắt bóng ngay một chân dài chừng 25 tuổi, son phấn lòe loẹt, ngồi trên chiếc lít, rồi dục bạn lên xe đuổi theo. Dường như có linh tính nghề nghiệp, cô gái ngoảnh lại, cất lời chào tình tứ. Đi coi cine với em ngang. Hai cưng muốn phim gì em cũng chiều hết à nha. 1 triệu, bao hai anh luôn khách sạn. Nếu hai anh dài cần thêm bạn, em có liền. Nam buông lời cợt nhã một lúc rồi chốt rằng chưa đến giờ có nhu cầu. Mặt tiểu nghỉu như bánh đa ngấm nước, vài câu rủa như xua đen đuổi. Cô gái rồ ga cho xe chạy biến vào gầm cầu Bùi Hữu Nghĩa. Nam bảo, những em chân dài đi xe đẹp và đắt tiền đều là xe đi thuê. Có cô thuê 200.000 đồng mỗi ngày, còn thuê tháng là 5 triệu đồng. Rồi tiền nước hoa, son phấn. Làm nghề này mà không sắm đủ những thứ đó để tạo vỏ bọc đài cát, con nhà lành, cho dễ tiếp cận khách làng chơi thì ế ẩm lắm. Lúc nãy bướm nói 1 triệu là mình cô ấy phục vụ hai anh em đấy. Trước đây giá qua đêm không bao giờ dưới 1 triệu đồng một khách. Nay kinh tế khó khăn, công an cũng dẹp nhiều, không có bến đổ. Có khi 300.000 đến 500.000 đồng gái làng chơi cũng ôm luôn, bao cả khách sạn. Theo Nam, khu vực quanh Thảo Cầm Viên từ trước năm 1975 đã là điểm mua vui của các thiếu gia mới lên đời hay các ông chủ chuyên đánh hàng ngoại quốc. Dạng hàng ngon, không cần sạch, để phượt, khá dễ kiếm. Chỉ cần liên hệ trước với đám ma cô, lựa chọn một địa điểm bao trọn gói ở khu sinh thái Thủ Đức hay một bể bơi tư nhân ở quận 3, khách tổ chức dạ tiệc. Chừng 20 cô được tuyển, sẽ lượn quanh đám khách, uống và chiều khách. Sau những màn thi rượu, nếu tiền lên thì quần áo các cô xuống. Đến giai đoạn nào đó thì cùng nhau rời bến tìm khách sạn. Đấy là cách ăn chơi của đám lính chế độ cũ, giờ xuất hiện trở lại ở một số điểm ngoại ô thành phố. Nam cho xe chạy chậm lên đường Nguyễn Đình Chiểu, sát bờ kênh. Lập tức, 3 chiếc xe SH, Lít và Vespa ào ào áp lại. Cô gái mặc váy cực ngắn, ngồi trên chiếc SH lên kênh, duỗi cẳng chân trắng nõn lạ lướt. Đi ôm mở hàng cho em lấy hên nhen hai anh. Nếu đi nhanh, em bao phòng, 1 triệu một cưng. Nếu qua đêm, thì 2 triệu. Nam cấm cẩu. Mắc dữ vậy? 1 chai, 2 anh qua đêm luôn. Bọn anh đi giải xuôi thôi. Cô gái không phải vừa. 500.000 đồng mà cũng đòi. Về chơi với dế thôi nghen. Nói chưa dứt lời, cả 3 chiếc xe mang theo 3 cô gái nồng mùi son phấn lẫn vào bóng đêm. Cầu Khánh Hội quận 4, cầu Tân Thuận quận 7, rồi vòng xoay Phú Lâm, chân cầu vượt khu công nghiệp Tân Tạo, sang cầu Nguyễn Oanh quận Gò Vấp, về cầu Đỏ, cầu Sài Gòn. Những đêm cuối tuần mới thấy gái bán dâm ở thành phố Hồ Chí Minh nhiều và đủ loại. Nam bảo,
Ở thành phố Hồ Chí Minh rất nhiều cầu, song cứ quan sát khu vực cầu nào nhiều khách sạn mini là nơi đó bướm đêm hoạt động mạnh. Chỉ riêng khoảnh vườn hoa dưới chân cầu Bình Triệu, cầu Nguyễn Hữu Cảnh, không dưới 5 cô đứng dựa lan can cầu chờ khách. Hễ ai đi xe chậm, mắt đánh võng từ chân tới cổ là các cô biết khách tìm hàng, các cô vẫy gọi, thỏa thuận xong là số điện thoại, là địa chỉ hẹn. Ở khu Kỹ Ho Cò Gáy cuối đường Nguyễn Oanh Giáp, quốc lộ 1, có ba cô khá xinh đang đứng chờ khách. Một cô ngã giá với nam, lướt nhanh thì 300.000 đồng, qua đêm 1 triệu. Nếu các anh thích tới bến, em bao luôn một chầu hải sản ở Dương Quảng Hàm, hay hát karaoke ở Nguyễn Huy Điển. Nam nói nhỏ, đám cầu vẫy này chắc ít khách nên chơi dữ, không khéo vớ phải mấy cà vè bị sida. Thế rồi ngã giá, lấy số điện thoại của cô gái, hẹn 22 giờ tại một khách sạn trên đường Nguyễn Văn Lượng, quận Gò Vấp, về thẳng quận 1. Theo Nam, những cô gái một thời làm gái ôm trong các quán nhậu, phòng hát bị những lứa trẻ hơn từ các tỉnh về thành phố Hồ Chí Minh giành mất chỗ kiếm sống. Nhan sắc, phai tàn, đành phải ra đứng cầu vẫy khách. Giá bướm đêm ở đây 200.000 đến 300.000 đồng. Rất nhiều trong số họ nghiện ma túy, cần tiền để hít chích, nên có khi giá nào bướm cũng đi. Bên cạnh đó cũng phải cảnh giác, vì ở những cầu vẫy này, rất nhiều ma cô lưu manh từ các tỉnh về, chúng bảo kê, chăn dắt. Nếu mặc cả không thuận, cãi nhau hoặc định ăn quỵt tiền, bọn này ra mặt vòi tiền đánh ngay. Nhiều tay chơi từ các tỉnh miền Tây lên ngơ ngơ. Khi theo gái mại dâm vào khách sạn, còn bị bọn chăn dắt dựng cảnh đánh ghen, cướp hết tiền bạc. 22 giờ, ở một quán trên đường Tôn Đức Thắng, quận 1, quán đông khách và khá nhiều cô gái đi theo nhóm lặng lẽ mở máy tính bảng. Thi thoảng nhoẻn nụ cười bí hiểm, Nam nói, gái mại dâm ở trung tâm thành phố cũng nhiều lắm, bởi số khách đi từ các tỉnh đến Sài Gòn cuối tuần đông. Chưa kể một lượng du khách nước ngoài ưa thích những món ăn đêm đường phố, thích sự náo nhiệt của Sài Thành hào hoa, thích những cô gái đẹp nơi đây, và họ thích cả những cánh bướm đêm lướt qua, mời gọi, mà người tử tế thì thấy khó chịu. Khi vừa thấy chiếc taxi dừng, bước xuống xe là hai vị khách Hàn Quốc, hai cô gái xinh xắn đứng dậy chui ra, đi vào xe rất nhanh, nhằm hướng quận 2. Nam cho biết, đây là dạng gái cao cấp, họ thuê những căn hộ 2.000 USD ở Sài Gòn Bít, Thảo Điền. Họ giao tiếp tốt tiếng Anh, Hàn, Trung và chỉ nhận lệnh đi khách xịn với giá 300 đến 500 USD, có khi lên tới 1.000 USD. Mỗi lần đi khách, bướm phải nộp lại 50% cho mama. Mỗi mama quản lý từ 5 đến 7 chân dài. Đa số họ là sinh viên, người mẫu và có cả diễn viên. Bây giờ, nhiều cô có mối, thường làm giá trực tiếp với khách. Họ quăng thông tin lên các trang mạng, khách tự liên hệ mặc cả. Nam rút điện thoại gọi cho ai đó, cách nói chuyện khá thân thiết. 30 phút sau, một cô gái chừng 22 tuổi, đẹp đến ngẩn người xuất hiện. Cậu hỏi, hôm nay anh tiếp khách, em báo giá thế nào? Anh chơi đẹp thế, em đâu dám làm giá. 300 USD qua đêm, mình hẹn nhau ở resort Phương Nam dưới Bình Dương nhé, taxi em lo. Nói rồi cô gái gọi điện. 5 phút sau, một cô gái đẹp không kém có tên Úc Lành ngoắc tay người bạn của Nam kéo lên chiếc taxi đổ bên đường. Nam lên xe khác nói với theo, hẹn nhau ở dưới ấy nhé. Rồi cô gái vút về hướng Thủ Đức. Úc Lành là sinh viên năm thứ 2 một trường cao đẳng nghệ thuật, đã vào nghề được 1 năm, cô kể. Nhìn chúng em đi xe đẹp, quần áo hàng hiệu, thuê căn hộ chung cư cả 10 triệu ở đường Lê Thánh Tôn. Nhiều người tưởng em số hên, được đại gia bao bọc. Thực tình lúc đầu, em cũng được bạn giới thiệu một thiếu gia. Hắn sành điệu,
đêm nào cũng đưa đón Mercedes đi nhà hàng, cuối tuần thì vũ trường. Sau hắn chơi chán, kiếm được em đẹp hơn hắn bỏ. Đã quen sống sang, cả tháng may ra đi làm có 5-6 buổi. Ngay cả nhà, bạn của Nam rủ qua đêm có cả 1.000 đô. Em ậm ừ theo, thế rồi quen, thấy cũng bình thường. Làm nghề như chúng em, phải chuyện gì cũng biết, giao tiếp tốt mới giữ được mối và ít khi bị ép giá. Làm nghề này bạc lắm, riêng tiền taxi, xuống mấy resort xa xa Sài Gòn để giữ bí mật đời tư cho khách, đã mất 700 đến 800 ngàn đồng, thuê phòng cũng cả triệu. Thế mà nhiều thằng làm giá xong, đang trên đường đến điểm hẹn, thì nó alo, đòi xuống giá, tức muốn chết. Nhưng vì toàn khách quen giới thiệu, chứ được 1 triệu đồng mỗi đêm, nhằm nhò gì. Út Lành kể, mới tuần trước, nhỏ bạn cùng trường được giới thiệu khách Đài Loan. Sau khi nhận tiền 500 USD xuống Vũng Tàu, đến khách sạn, ai dè gặp phải 3 thằng choi choi bên quận 4, nó hành hạ đến ứa nước mắt. Khi về thành phố, định nhờ mama giải quyết hộ, mấy thằng nó điện thoại phát một, đám giang hồ quận 1 nghe thấy, đành phải nín thinh để lấy cửa làm ăn, vì toàn là con đại ca. Vì thế đám sạch sẽ như Út Lành thường chỉ hẹn khách quen giới thiệu. Sau khi à ơi trên điện thoại để tìm hiểu khách, nhìn mạch khách trước để biết mức độ tử tế, mới vẫy taxi, tự đi, vừa tránh công an theo dõi, vừa dễ té nếu gặp chuyện. Khi đến cầu Bình Phước, Út Lành nhận một cuộc điện thoại rủ đi bay. Cô nhìn khách ái ngại rồi thú thật. Những bướm đêm không ít thì nhiều, đều nhiễm một ít hàng. Như cô thì đã nghiện đá, đủ để phê cho quen đi một đêm nhọc nhằn đi khách. Trong đường dây của cô, có cả những trai tơ chuyên phục vụ các bà sồn sồn. Giá cũng ngất ngưỡng, 300 đến 500 USD mỗi đêm. Viện cớ uống nhiều hơi mệt, khách dúi vào tay cô số tiền, dừng xe cho cô về thành phố. Có mấy mức độ mà mọi khách chơi đều biết rõ. Mức thứ nhất là có gái chơi phục vụ cho vui, không đến mức chung trạ ngủ với nhau. Đó là ở các quán karaoke, các nhà hàng sang trọng, có gái phục vụ như ăn uống, cà phê, bar, vũ trường. Ở đó nếu cần có gái, khách chỉ cần yêu cầu với chủ quán hoặc với má mì, thậm chí có thể yêu cầu với các cô gái phục vụ có mặt, là có ngay đào đến. Các cô gái ở các nơi này cho phép lả lơi, ôm ấp, sờ mó, nhưng không chấp nhận đến công đoạn Z tại chỗ. Đó là một yêu cầu riêng cần có sự thỏa thuận riêng. Và ở thời gian khác, có thể ngoài giờ phục vụ tại quán, ở một nơi khác có thể là ở nhà nghỉ hoặc khách sạn nào đó. Có một vụ cười ra nước mắt ở một nhà hàng nọ. Khi yêu cầu một nhóm nữ nhân viên đến phục vụ hát tại phòng karaoke, nhân viên phục vụ chu đáo quá làm khách không chịu được. Nhân cô nhân viên ra nhà vệ sinh, anh ta đi theo và đè sấn cô nhân viên xuống. Cô nhân viên hét ầm lên, bảo vệ nhà hàng nhảy vào lập biên bản yêu cầu khách hàng đền bù thiệt hại một đống tiền. Mức thứ hai được gọi bằng một từ hoa mỹ là thư giãn, được công khai trên các bảng hiệu. Mức này phổ biến tại các quán karaoke tẩm quất gội đầu, cà phê, thư giãn. Ở đây các khách hàng được chăm sóc kỹ lưỡng hơn. Các cơ quan pháp luật gọi hình thức chăm sóc khách hàng này là kích dục. Người viết bài này để lấy tư liệu đã ghé vào một quán massage trên đường Âu Cơ Hà Nội. Sau khi nộp 200.000 đồng tại quầy lễ tân, tôi được lễ phép mời lên gác. Một bồn tắm sục nước nóng đã được chuẩn bị sẵn. Cô nhân viên trẻ măng, ăn mặc mát mẻ, bảo tôi cởi quần áo vào tắm. Thấy vẻ ngượng nghịu của tôi, cô cười. Cởi ra đi, ngượng gì, và đến đây còn ngượng. Tôi nhắm mắt cởi nốt và nhảy vào bồn. Cô nhân viên tắm cho tôi, quả thật như là tắm cho em bé, vừa âu yếm vừa tình tứ. Dĩ nhiên, ngay lúc tắm, cô đã chăm sóc cái phần đàn ông của tôi rất kỹ lưỡng. Tắm xong cô lau khô cả người tôi, sau đó mời tôi lên giường massage. Dĩ nhiên cô không đấm bóp ấn huyệt gì, cô chỉ làm mỗi việc giúp tôi thỏa mãn sinh lý. Đáng kể nhất, khi tôi mời cô cùng lên giường thì ngay lập tức cô trả lời: "Không,
Quy định ở đây là không được phép cùng khách làm cái sự ấy ở đây ạ. Cô lễ phép nói, em cho anh số điện thoại, lúc nào anh cần em, anh cứ gọi điện. Ngoài giờ làm, lúc nào anh cần em đều đến được, nhưng ở đây tuyệt đối không được ạ. Đại thể ở tất cả các cơ sở thư giãn massage đều như vậy. Có rất ít quán phục vụ cả công đoạn cuối, trừ các quán ở vùng xa, vùng sâu, nơi các cơ quan bảo vệ pháp luật ít quan tâm, hoặc chủ quán quá liều lĩnh. Cũng có quán sau khi thỏa thuận với nhân viên và khách có thể kéo nhau tới một khách sạn hay nhà nghỉ gần đó để mây mưa. Tiền phòng và tiền bồi dưỡng thêm cho nhân viên, khách phải chịu. Có thể nói, chưa bao giờ các tiệm thư giãn kích dục lại nở rộ như hiện nay. Mặc dù lực lượng công an đã tích cực truy quét, tại Hà Nội, cứ vài trăm mét phố lại gặp một điểm tẩm quất hoặc gội đầu thư giãn, đến mức các hội viên, hội người mù tổ chức các điểm tẩm quất cổ truyền bây giờ phải treo biển, tẩm quất thật. Mức cuối trong nghề mại dâm là ăn ngay, có nghĩa là cơ sở bán dâm và khách là những người mua dâm, không phải là kích dục hay dịch vụ nhạy cảm dẫn đến mại dâm. Dịch vụ kinh doanh này trước hết là dịch vụ công khai của một số điểm nằm ở vùng ven như là Gia Lâm, Biên Giang, Thanh Oai, Hà Nội, Ngọc Hồi. Các điểm này có thể treo biển bán cà phê, cắt tóc gội đầu hoặc không treo biển gì cả. Để viết bài này thì người viết đã về Biên Giang theo lời giới thiệu của một anh bạn. Rất tiếc, cửa hàng cà phê thư giãn đã bị đóng cửa. Hỏi một anh xe ôm đang đợi khách lối vào trường thể thao. Anh ta cho biết dạo này đang chiến dịch truy quét tệ nạn. Các cô phải rời vào phía trong cách chừng 1 km. Nếu cần, trả 20.000 anh ta trở vào. Đó là một ngôi nhà cấp 4 toành toàng ven đường liên xã không treo biển. Nhưng khi tôi bước chân vào, bà chủ tuổi sồn sồn đã biết ngay. Bà hỏi, cần mấy em? Tôi trả lời, một thôi. Bà chủ gọi với vào trong, mấy con ra đi. Ba cô gái ăn mặc như vừa mới ngủ dậy bước ra. Bà chủ nói, chọn đi, 200.000, tàu nhanh một tiếng. Tôi nhìn căn nhà lụp xụp ái ngại. Ngay ở đây á? Bà chủ trả lời, chọn nhanh lên rồi ra nhà nghỉ. Ông phải trả tiền phòng 60.000 đấy. Tôi chọn đại một cô, bà chủ xòe tay. Tiền luôn. Trả tiền xong, bà chủ bảo, ông đi trước đi, ra nhà nghỉ X ở ngoài quốc lộ ấy. Cứ đến đi, tôi gọi điện cho họ. Tôi nói, sao không để tôi chở cô ấy đi, cô ấy chỉ nhà nghỉ cho. Bà chủ gắt, điên à? Ông nhìn ra ngoài xem. Thì ra ngay trước cửa hàng, phía ngoài đường đang có một nhóm cảnh sát giao thông đang kiểm tra những người không đội mũ bảo hiểm. Quả thật ra đến nhà nghỉ, chủ nhà nghỉ đã hỏi ngay, khách của bà Y à? Sau đấy anh ta giao chìa khóa chỉ phòng và 2 phút sau, cô gái tôi chọn đã có mặt. Dịch vụ này cũng công khai tại các nhà nghỉ, khách sạn ở vùng ven và nhiều nơi ngay trong nội thành Hà Nội. Nếu khách đến nghỉ là nam giới, không đi cùng với bạn, lễ tân sẽ nói khéo, nếu anh cần dịch vụ gì cứ nói, chúng em sẽ phục vụ. Trắng trợn hơn, lễ tân sẽ hỏi ngay, cần bạn không? Có khi không cần hỏi, khách lên phòng một lúc sẽ có tiếng gõ cửa. Mở cửa bạn sẽ gặp ngay một cô gái trẻ trung xinh đẹp, hỏi khẽ, em có vào phòng được không? Cái lối gõ cửa đường đột này khá phổ biến ở các nhà nghỉ, khách sạn của các khu du lịch nổi tiếng như Sầm Sơn, Cửa Lò, Sapa, Hạ Long. Một số khách sạn, khách phải chủ động hỏi và dĩ nhiên, các nhân viên lễ tân sẽ đáp ứng một cách nhanh chóng. Gần một năm nay, dư luận đồn đại về một địa chỉ vàng ở Yên Bái mà khách nghỉ với giá tiền đặc biệt sẽ được cung ứng chế độ đặc biệt. Mỗi giờ sẽ được thay một nhân viên phục vụ, 24 giờ sẽ được phục vụ bởi 24 nhân viên khác nhau. Chúng tôi cười, bởi vì ông khách đủ sức tiếp 24 nhân viên trong một ngày chắc chưa ra đời. Quả vậy, khi chúng tôi đi điều tra thì trên địa bàn thành phố Yên Bái chưa thấy một khách sạn nào có chế độ đặc biệt đó. Chỉ có một nơi sẵn sàng cung ứng 3 nhân viên trong một đêm với giá tiền 3 triệu đồng một đêm. Khoảng vài năm nay, còn có một phương pháp tiếp thị mại dâm đang mở rộng thị phần kinh doanh tình dục, đó là tiếp thị và cung ứng bằng thương mại điện tử. Các má mì hoặc chính gái mại dâm giao tình trên mạng Internet. Lợi thế của việc tiếp thị mại dâm qua mạng là không cần gặp người mà vẫn nắm được chất lượng hàng, giá cả. Các cô gái bán dâm sẵn sàng khỏa thân khoe cơ thể qua webcam.
nếu khách có nhu cầu, và bên dưới có thêm số điện thoại liên hệ luôn. Công an Hà Nội ngày 17 tháng 11 năm 2014 vừa bắt quả tang một vụ mại dâm vốn được chào qua mạng tại một khách sạn khu vực Đầm Trấu, Hà Nội. Gái bán dâm là hai cô H và L, năm nay mới tròn 18 tuổi. Nếu anh ta vào Google chọn từ khóa cần bạn gái, sẽ gặp hàng triệu kết quả, thậm chí vào từ khóa cần bán trinh cũng phải lên đến vài nghìn kết quả. Mại dâm bằng thương mại điện tử là đặc điểm mới của mại dâm hiện đại. Cũng nên đề cập chút ít khía cạnh tài chính của mại dâm thời nay. Trong quá trình điều tra, các phóng viên đều tỏ ra ngạc nhiên về giá cả mua bán dâm. Dĩ nhiên, cũng giống như các mặt hàng khác, giá cả trước tiên phụ thuộc vào hàng, tức là sắc đẹp, sự trẻ trung của các cô gái. Giá tậu nhanh tại các cơ sở mại dâm tại phố Định Công, Vọng, Phan Đăng Lưu, Hà Nội là 300.000 đồng một chuyến. Khách có 30 đến 60 phút cho một lần mây mưa, cả tiền phòng. Nhưng cũng cô gái ấy nếu qua mạng internet thỏa thuận, giá sẽ tăng lên 500.000 đồng mỗi lần chung chạm. Vừa rồi báo chí có đưa tin về vụ công an bắt quả tang các vụ mại dâm mà mỗi lần đi khách gái mại dâm thu tiền triệu. Sau khi xem ảnh, giới má mì cười sặc. Con này, hàng ngày đi khách có 300.000 một lần, vậy mà nó bón được mấy triệu. Giỏi quá hè. Cái ngạc nhiên là hàng vẫn vậy mà tùy cách bán, nơi bán đắt rẻ không chừng được. Cái ngạc nhiên thứ hai là giá ngồi với gái đắt hơn giá mây mưa với gái. Nếu anh vào một quán karaoke ở khu trung tâm Hà Nội, ngoài giá hát theo giờ 150 đến 300.000 đồng một giờ, tiền hoa quả nước uống đắt hơn châu Âu. Muốn gọi một cô gái để ôm ấp, không bo cho cô ấy 500.000 đồng trở lên là bị chửi ngay, là trông đẹp trai thế mà kiết. Nhưng giá mua dâm dọc đường với những cô gái quá đắt thì rẻ một cách lạ lùng. Trên phố Phạm Ngũ Lão, nếu khoảng 11 đến 12 giờ đêm, các ông già nếu chấp nhận một bà sồn sồn cỡ 40 tuổi và không đòi hỏi phòng ốc, chỉ đứng dựa lưng vào tường để làm chuyện ấy, thì mỗi ca chỉ mất khoảng 70 đến 80 nghìn đồng. Thậm chí trước khi các lực lượng chức năng tuần tra đêm, thì khoảng 1 giờ sáng, giá hạ xuống chỉ còn 40 đến 50 nghìn đồng cho một chuyến tàu nhanh. Dĩ nhiên, với các đối tượng đứng đường, giá rẻ sẽ đi kèm với hiểm nguy, HIV/AIDS và những bệnh hoa liễu thường trực chờ đón. Quãng đường từ cuối địa phận xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai đến hết thôn Luổng Láo 2, xã Cốc San, huyện Bát Sát. Đường chạy từ thành phố Lào Cai lên Sapa và tỉnh Lai Châu thường được dân chơi gọi bằng cái tên khá mỹ miều, khu cà phê chuối. Lý do là với chiều dài chỉ độ 2 km, nhưng dọc đoạn đường này đang tồn tại khoảng 40 quán cà phê giải khát, karaoke, gội đầu thư giãn, massage, tắm thuốc lá dân tộc trá hình, nằm ẩn mình sau những rặng chuối tùm. Với vị trí nằm ngay sát trung tâm, nhưng mật độ dân cư rất thưa thớt, lại có địa hình núi non nên thơ và không khí mát mẻ. Khu đèn đỏ này là địa điểm lý tưởng cho những kẻ ham của lạ, đáp bãi hàng đêm. Một lý do khác khiến những ổ nhền nhện ở đây thường được khách làng chơi lựa chọn vì khá an toàn. Khi có động, khách chỉ cần chạy ngược lên núi để trốn hoặc phi thân lội qua một con suối cạn nằm ngay sát sau nhà là thoát. Các quán thường có treo màn gió xanh đỏ ở cửa, bên trong chia thành nhiều ô như chuồng chim. Có quán còn bố trí trong vườn chuối gần một chục chiếc lều chăn vịt nằm ngay sát bờ suối và cách nhau độ 3 mét. Bên trong lều rất chật, chỉ đủ chỗ cho hai người. Đồ đạc chỉ gồm một chiếc ghế dài và một chiếc bàn nhỏ xíu. Khách hàng ít nhiều thì giải quyết nhu cầu luôn tại quán. Khách sộp chỉ cần bỏ thêm vài chục nghìn để thuê một phòng tại hai nhà nghỉ của một ông chủ có tên là DH. Mỗi quán thường nuôi 2-3 gái ca ve. Tuy nhiên khi cần chỉ một lúc có thể huy động hàng chục em từ các quán liên kết cho khách hàng lựa chọn. Ban ngày các quán chỉ mở cửa lấy lệ. Khoảng 6 giờ chiều, họ mới cho huy động dàn bướm đen trong trang phục rất khêu gợi ra ngồi trước cửa để khoe hàng. Chập tối các quán thi nhau trương các tấm biển hiệu neon sáng lờ mờ, nhìn từ xa không khác gì những dãy quán ăn đêm nằm dọc những bãi biển vào mùa cao điểm du lịch. Khoảng 7 giờ tối, khách làng chơi bắt đầu xuất hiện và các em tiếp viên lúc đó mới bắt đầu một ngày làm việc thực sự kéo dài tới tận sáng. Mỗi khi có một chiếc xe máy nào đậu trước quán, các em má phấn lè loẹt lập tức nhao ra sát đường để mời chào.
Gái bán hoa ở đây đều là người từ nơi khác đến, chủ yếu là ở các tỉnh xung quanh như Yên Bái, Phú Thọ, Lai Châu, Sơn La. Một số khác dạt về đây từ các ổ mại dâm bên kia biên giới Hà Khẩu. Khách hàng chính của khu đèn đỏ này bao gồm cánh thanh niên ăn chơi từ thành phố Lào Cai lên. Đám thợ xây, công nhân của khu mỏ đang khai thác nằm ngay sát bên cạnh. Những dân chơi và khách du lịch từ thị trấn Sapa thèm hương đồng gió nổi. Thỉnh thoảng cũng có vài bác xe tải chuyên chạy đường núi ghé qua đổ hàng. Theo bà chủ một quán hàng tạp phẩm tại thôn Luồng Láo 2, các quán cà phê mát mẻ đã xuất hiện ở khu vực này cách đây khoảng 3 năm. Ban đầu chỉ có hơn chục quán nằm gần phía ngoài Đồng Tuyển, rồi sau đó một thời gian ngắn đã nhanh chóng phát triển khắp dọc tuyến đường quốc lộ 4D đoạn chạy qua thôn. Nhiều người trong thôn vì hám lợi đã cho những đối tượng này thuê nhà để kinh doanh vốn tự có, hoặc xây phòng trọ cho gái mại dâm thuê. Có một doanh nghiệp tư nhân còn xây hẳn cả một hệ thống nhà nghỉ khang trang nằm cách nhau chỉ độ 50 mét, bao gồm nhiều phòng massage, tắm thuốc lá dân tộc với dịch vụ từ A đến Z. Theo phản ánh của một số người dân, những ổ mại dâm ở đây hoạt động công khai ngày đêm. 3 ngày trên đoạn đường này rất vắng vẻ, nhưng đêm xuống lại rất nhộn nhịp. Họ mở nhạc và hát hò cả đêm, nên khiến nhiều người trong thôn thường xuyên bị mất ngủ. Thỉnh thoảng ở đây cũng xảy ra những vụ lộn xộn do tranh giành gái, nên rất ảnh hưởng đến tình hình trật tự trị an. Cùng thời điểm xuất hiện loại hình mại dâm này, một đèn dầu, vài lon nước và những lời mời ngọt ngào khi có đàn ông đi qua, đó là hình ảnh về các quán mại dâm trước cổng một số công sở trung tâm tỉnh Tuyên Quang. Bất cứ mùa hè hay đông, mưa hay nắng, cái chợ đêm này đều họp đều đặn từ 19:30 đến 23:30. Đó là những quán nước ven đường, nằm dưới gốc cây, với ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn dầu yếu ớt. Có lẽ chính vì vậy mà người địa phương thường gọi những quán cóc này là quán đèn dầu đỏ. Trong vai một khách ngoại tỉnh, tôi ghé thăm theo lời mời chào của cô chủ quán nước, tuổi ngoài 30. Vẻ lạ lẫm, tôi hỏi, ở Tuyên Quang có gì đặc sản? Cô bán hàng thản nhiên trả lời, là em đây. Qua lời trèo kéo đến độ trơ trẽn của chủ quán, đã cho thấy cô là một gái bán hoa chuyên nghiệp. Người dân thị xã Tuyên Quang cho biết những quán nước đèn dầu đỏ hoạt động mại dâm có từ khá lâu rồi. Nhất là từ khi có khách sạn Lô Giang ở trên đường 17 tháng 8 thì nó phát triển ngày càng nhiều. Ban đầu các quán này chỉ nằm dọc trên đường 17 tháng 8, phường Minh Xuân, nay nó lan ra ở nhiều phố phường khác nhau trong thị xã, đặc biệt xung quanh khu hồ trung tâm của tỉnh. Những gái mại dâm này phần đông là những người độ tuổi trên dưới 40. Cá biệt có người như bà chủ Liễu, tuổi ngoài 50 đã lên chức bà nội bà ngoại. Do các đối tượng này đều không có nghề nghiệp ổn định, nên tối tối tranh thủ đi bán nước, kiêm chân môi giới mại dâm và sẵn sàng bán thân mỗi khi khách có nhu cầu. Thời gian gần đây lại xuất hiện thêm một số cô gái trẻ hơn ở các huyện trong tỉnh về tạm trú. Những đối tượng ban ngày thì đi làm các công việc rửa bát ở các quán ăn, bán thịt nướng. Nhưng tối đến thì la cà bên các quán đèn dầu đỏ kiếm khách đi qua đêm. Đã xuất hiện những xóm trọ tập trung các cô gái làm tiền ở khu vực gần hồ trung tâm thị xã. Người đi tìm của lạ qua cách ăn mặc toành toàng thì xem ra đều là những người lao động phổ thông sống xa nhà, điều kiện kinh tế không dư giả cho lắm. Chính vì vậy, bãi đáp của những cuộc mua bán dâm của họ thường là khu đất trống của một công viên, một sân vận động, thậm chí là một góc tối của một công sở, hoặc lựa chọn một vài ba nhà nghỉ rẻ tiền ở thị xã. Có một điểm chung là tất cả các quán đèn dầu đỏ này đều được nằm trước cổng của các cơ quan nhà nước. Điểm qua ở phường Minh Xuân thì có quán ở Sở Văn hóa Thể thao Du lịch, Sở Công Thương, Bưu điện. Ở phường Tân Quang thì có quán ở Sở Y tế, Trường Trung học Phổ thông Tân Trào. Công khai gạ gẫm khách ngang đường đi chơi vui vẻ, hay những hình ảnh bà chủ quán tuổi ngoại tứ tuần trơ trẽn thay áo giữa đường, hoặc nhân tiện các bà các cô
đi vệ sinh bên những gốc cây ven đường ngay trước công sở nhà nước, tạo ra một hình ảnh phản cảm, gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân. Thật khó cho cơ quan nhà nước này để có thể đuổi các quán đèn dầu đỏ, bởi họ chỉ hoạt động vào đêm tối. Hơn nữa, độ trơ trẽn của các bà chủ đôi khi làm vẽ mặt những người bảo vệ các công sở này. Anh Vĩnh, một giáo viên của trung tâm tin học kể lại, trước đây mỗi khi có công an truy quét, đội quân này thường chạy dạt vào lớp học để lẩn tránh. Trung tá Nguyễn Quốc Đoàn, trưởng công an phường Minh Xuân cho biết, việc xử lý các quán đèn dầu này rất khó, vì đó chỉ là nơi mà các đối tượng trao đổi, ra giá. Còn việc hành sự thì ở những địa bàn khác nhau, đòi hỏi phải có lực lượng trinh sát riêng. Còn trung tá Nguyễn Lý Khải, trưởng công an phường Phan Thiết cho biết, kể từ đợt truy quét triệt để vào cuối năm 2007, nên những quán đèn dầu này không còn quay trở lại hoạt động trên địa bàn phường. Ông Khải trao đổi kinh nghiệm, hễ thấy có quán đèn dầu xuất hiện trên địa bàn là lực lượng công an phường bốc ngay đồ nghề về trụ sở xử lý vì lý do kinh doanh trên vỉa hè trái quy định. Do làm mạnh nên các quán này ra sang địa bàn phường lân cận Tân Quang, Minh Xuân hoạt động. Văn minh công sở, văn minh đô thị Tuyên Quang đang bị nhóm người này làm hoen ố. Sự lơ là, sự vào cuộc thiếu đồng bộ, quyết liệt của chính quyền địa phương là nguyên nhân chính để những quán đèn dầu đỏ này tồn tại kéo dài. Người dân thị xã Tuyên Quang đang chờ đợi một sự mạnh tay hơn nữa của các ngành chức năng trong việc dẹp bỏ tệ nạn mại dâm theo kiểu đèn dầu đỏ này, lấy lại hình ảnh trong sáng cho thị xã. Trời chuyển lạnh, nhưng trên con đường đê ven biển, chúng tôi thấy rất nhiều xe máy, xe ô tô đổ đến Hòn Câu để du lịch. Phương, một dân chơi bản địa bảo, nơi đây bất kể mưa nắng, gió bão, mùa đông hay mùa hè, đều có nhiều khách đến tìm của lạ. Gái ở đây nhiều lắm, tha hồ chọn. Biển Hòn Câu hiện ra trước mắt chúng tôi không phải là một bãi biển thơ mộng với những hàng phi lao vi vu gió hay rặng dừa xanh buông tóc lưng trời, mà là hàng trăm ki ốt tạm bờ đủ màu sắc, biển hiệu san sát nhau. Chính những hàng quán đó tạo thành một quần cư đặc biệt là nuôi và bán thịt sống. Chúng tôi ngồi xe máy lượn vào thiên đường sung sướng. Thật không thể tưởng tượng được, quán nào cũng 3 đến 4 cô gái mắt xanh mỏ đỏ, bận áo dây quần cọc ngắn cũng cỡn, ra vẫy và chèo kéo. Anh ơi, vào quán em, 100 ngàn một nhát thôi, rẻ lắm. Đi chưa hết ngõ thứ nhất, chúng tôi đã bị hai em lôi tuột cả xe và người vào quán. Mở hàng cho bọn em đi anh, cả ngày hôm nay chưa được nhát nào. Hai em xà vào bám vai, bá cổ nũng nịu. Chỉ lên tấm biển, hàng ăn đặc sản tôi bảo. Uống rượu cả ngày mệt quá, có gì ăn không? Một em cười lơi lả. Anh đừng có giả vờ bày đặt ăn uống. Ở đây chỉ có mần thôi. Mần đi, em hạ giá cho. 70.000 đồng một nhát. Anh bạn Phương hất hàm hỏi chủ quán. Là một người đàn ông tầm 40 tuổi, người nhỏ thó. Có hàng xịn không? Gã chủ quán cười rùi. Có chứ, U15, U16 đều có tấp. Chưa cần khách gật đầu đồng ý, gã chủ quán bốc điện thoại gọi. Chỉ vài phút sau, đã có hai cô gái khá xinh xắn, mặt non choẹt, phấn son lòe loẹt, hối hả ào đến. Gã chủ quán hất hàm. Chọn đi. Các chú tha hồ chọn, giá bình dân vẫn là 100 ngàn một nhát thôi. Để rút lui, chúng tôi đành chọn cách bò cho mỗi em 50 ngàn đồng. Hôm nay bọn anh mệt, hẹn hôm khác. Theo quan sát và tìm hiểu của chúng tôi, vùng biển này có trên 150 ki ốt tạm bợ. Hầu hết các hàng quán này đều kinh doanh mại dâm. N, một chủ quán cho biết, gái ở đây chủ yếu là từ các huyện miền Tây Nghệ An như Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Kỳ Sơn, Tương Dương về. Thượng vàng hạ cám, trăng non trăng tròn đều có hết. Giá lại rẻ nên đây là điểm đến của rất nhiều thành phần. Từ anh nông dân chân lấm tay bùn cho đến những anh đi xe hơi,
áo cổ cồn cà vạt. N cho biết thêm, phía gần đê biển có hàng chục nhà nghỉ khách sạn, phần lớn đều là điểm nuôi gái mại dâm để phục vụ khách VIP. Giá ở những nơi này đắt hơn, 200.000 đồng trên một lần, qua đêm là 500.000 đồng. Còn hàng trăm kiosk chen chúc nhau dưới bờ biển là phục vụ khách bình dân. Nơi đây, ban ngày đã nhộn nhịp, ban đêm càng náo nhiệt hơn bởi từng đoàn xe máy, ô tô đưa khách về đây để tìm của lạ. Dưới ánh đèn mờ ảo, các cô gái nhiệt tình lao ra lôi kéo khách rất giản dị. Thậm chí có cô còn ôm chặt và sờ, bóp khắp người khách một cách khiêu khích. Có quán thì cả chủ lẫn gái ra mời khách một cách sóng sượng. Vô đây các anh ơi, hàng mới, thịt còn thơm lắm. Gái gọi mời khách vào mua dâm cũng kèm theo những lời khuyến mãi giảm giá một cách công khai lộ liễu. Quần cư gái mại dâm này nhìn chẳng khác gì một phiên chợ huyện đông đúc, tấp nập như người ta kinh doanh thịt và rau củ quả vậy. Theo chân một dân chơi bản địa, chúng tôi tìm về bãi tắm Quỳnh Bảng, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An. Những hàng quán nằm san sát nhau tạo thành một quần cư đặc biệt mang tên Thiên Đường Sung Sướng. Chỉ tay vào dãy kiosk, một dân chơi địa phương cho hay: ở chỗ ní, tức là ở chỗ này, bất kể mưa nắng, gió bão, mùa đông hay mùa hè, đều có nhiều khách đến tìm của lạ. Gái ở đây nhiều lắm, tha hồ các anh chọn lựa. Mỗi kiosk ở đây ít thì hai, nhiều thì ba đến bốn cô gái, mắt xanh, quần cọc ngắn cũng cỡn túc trực. Nhóm chúng tôi đáp vào nhà hàng ở ngay trung tâm biển Quỳnh Bảng. Vừa ngã lưng xuống chiếc võng cước nằm hướng mặt ra biển, một người đàn bà tầm 35 đến 40 tuổi từ trong nhà hàng bước ra đon đả: các anh cần gì để bọn em phục vụ? Ở đây chỉ có mừng thôi, có nghĩa là làm thôi. Quán em nhiều em trẻ đẹp, nhiệt tình lắm ạ. Mừng đi, em hạ giá cho 200.000 đồng một nhát thôi. Cô này buông giọng lả lơi. Từ dãy nhà cấp 4 xây bằng những viên gạch táp lô, bốn cô gái mặc váy ngắn cũng cỡn, thoăn thoắt bước ra. Ngoài Diễn Thành, Quỳnh Bảng, thì ở Nghệ An còn có thêm một tụ điểm nữa ở xã Diễn Hải. Ở đây, mỗi kiosk có đến 5 đến 7 đào, số lượng khách làng chơi cũng đông hơn nhiều. Có một dịch vụ rất thông dụng là xe ôm chở gái. Một người làm nghề xe ôm chia sẻ, một cô gái ở đây mỗi ngày hơn 10 ca là bình thường. Anh nói, ban đêm mấy chú về đây tấp đập đông vui như phố, ăn chơi thoải mái. Dò hỏi về quê quán của các cô gái, một người dân địa phương cho biết đa phần các cô đến từ các địa phương miền núi, cuộc sống hết sức khó khăn, nhan sắc cũng thường thường bậc trung, nên có giá đi khách rất rẻ. Một số cô làm ở đây rồi về rủ người nhà, bạn bè xuống cùng làm, người này tiết lộ. Được hỏi, tại sao đây gần đồn công an thế này mà họ không sợ à? Ông đáp, cái đó chú đi mà tự tìm hiểu lấy. Ở các vùng biển này, người ta ví nghề gái mại dâm là ngành dịch vụ bán vốn tự có, hay nói hay ho hơn là cái nghề bán miền xuôi, nuôi miền ngược. Phần lớn các cô này đều tuổi xuân phơi phới, biết chiều khách, giá cả phải chăng, nên đây là điểm đến của rất nhiều thành phần trong xã hội. Tại đây, những nhà hàng, quán bia là cả một thiên đường sung sướng, phục vụ từ A đến Z cho những khách làng chơi. Không ít khách du lịch đến biển Quỳnh Bảng đều tranh thủ làm một cuốc tàu nhanh. Nơi đây ban ngày đã nhộn nhịp, ban đêm càng náo nhiệt hơn bởi từng đoàn xe máy, ô tô đưa khách về đây để tìm của lạ. Có quán thì cả chủ lẫn gái ra mời khách một cách sống sượng. Vô đây các anh ơi, hàng mới, thịt còn thơm lắm. Gái gọi mời khách vào mua dâm công khai và lộ liễu. Điều đặc biệt hơn là hoạt động này diễn ra khá công khai. Có điểm chỉ cách đồn công an đóng trên địa bàn xã Diễn Hải, cách điểm nóng mại dâm chỉ chưa đầy 1 km. Trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Diễn Hải cũng cách khoảng 700 mét. Chúng tôi ngược lên bảng kẻ đình tài,
xã Nga My, huyện Tương Dương, trong ngày mưa tầm tã. Những túp lều tranh và núi rừng chìm trong cơn mưa, hiu hắt mịt mờ. Vào nhiều ngôi nhà, chúng tôi được nghe những tiếng thở dài, tiếng cười buồn của thanh niên dân bản khi lần lượt chứng kiến những đứa con, người yêu đua nhau về phố. Trưởng bản Lô Văn Vũ than thở: "Bản này trước đây đẹp nổi tiếng, nhưng ma túy nó làm cho sợ xác tiêu điều, người nghiện nhăn nhãn. Những lúc cao điểm, bản có trên 70 người nghiện. Bản làng đang quằn quại trong vũng lầy ma túy, thì đến lượt đàn bà con gái ồ ạt rủ nhau về xuôi. Bản đi một thời gian, những cái hà, mơ, mận, đen đúa bỗng trở về sang trọng khác thường. Tóc nhuộm vàng, môi son đỏ, quần là áo lược, chân tay móng tím móng xanh, chào ôi lạ lắm. Đêm, đình tài trăng rất sáng. Trước đây dưới ánh trăng này, trai gái thổi khèn, hát đối đáp nhau, tình tự thâu đêm. Nhưng này nhà ai cửa đóng then cài đi ngủ sớm." Một trai bản bảo: "Giờ ở các bản làng, gái bản tuổi vừa cập kê, mắt biết lúng liếng, là lập tức được các tay săn gái ở miền xuôi lên tuyển chọn. Thậm chí lớp đàn chị đi trước, lại rủ rê đàn em đi công ty hết rồi. Muốn tán gái, phải đi đến những bản làng xiên mi xa xôi. Bọn ta giờ đến ế vợ mất thôi." Chúng tôi xuôi về bản Kẻ Nín, xã Châu Hạnh, Quỳ Châu, gặp trưởng bản Hà Văn Linh. Ông kể: "Con gái bạn mới lớn, và cả phụ nữ có chồng, rồi cũng bỏ xứ bỏ chồng con để đi về xuôi làm. Họ nói đi làm công ty, nhưng thực chất là làm cà phê gì đó. Cứ Tết ra là chúng đi, khi về là mắt xanh mỏ đỏ, váy ngắn, áo hở lưng, hở rốn, phóng xe máy vèo vèo. Một số sơn nữ hạ sơn phiêu dạt khắp nơi, để rồi một thời gian sau trở về với thân tàn ma dại và chết trẻ. Bản Kẻ Nín không chỉ là bản cà phê mà còn gọi là bản ếch. Chỉ tính 5 năm trở lại đây, đã có 10 người chết vì ếch, độ tuổi từ 24 đến 40. Tội nghiệp một số gia đình chỉ còn những đứa trẻ thơ côi cút, không biết tương lai của chúng như thế nào đây, khi không còn mẹ, còn cha." Ông Linh lắc đầu đau xót. Nhiều bản làng vắng bóng sơn nữ, nhưng nhức nhối nhất vẫn là xã Đôn Phục, huyện miền núi Con Cuông. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đôn Phục, ông Lan Vị Đức trầm buồn: "Xã chúng tôi thời gian qua, tình trạng phụ nữ bị lừa bán thật đáng lo ngại. Từ tháng 12 năm 2011 đến nay, cũng đã có 14 sơn nữ nghi bị lừa bán sang Trung Quốc và vào các động mại dâm. Trong số đó chủ yếu là những nữ sinh trung học cơ sở, độ tuổi từ 14 đến 16 tuổi. Bản làng ai cũng biết câu chuyện buồn xảy ra vào tháng 12 năm 2011 ở Đôn Phục, Con Cuông. Các em Lương Thị Nờ, Vi Thị Hát, Lô Thị Lờ đều sinh năm 1997, đang học lớp 9, thì bỗng nhiên bỏ nhà đi biệt tích. Mấy ngày sau các gia đình mới nhận được tin con mình đang làm công ty ở bãi biển Xuân Thành, Hà Tĩnh, nên đã chạy đôn chạy đáo, vay mượn tiền và nhờ người đi đón về. Thật không khó để đi tìm lời giải vì sao ở tất cả các điểm mại dâm tự phát mọc nhan nhản ở khắp các bãi biển, nhà hàng. Khách làng chơi đều nhận ra rằng hầu hết nhân viên phục vụ tại đây đều đến từ các huyện miền Tây Nghệ An. Chúng tôi đã đột nhập vào tụ điểm cà phê ở bãi biển Hòn Câu thuộc biển Diễn Hải. Hát, một tay ở vùng biển sung sướng này, cho biết hàng ở đây chủ yếu là gái vùng cao như Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Quế Phong, nhiều nhất vẫn là gái Quế Phong. Quả vậy, theo chân Hát, chúng tôi thấy hàng loạt những cô gái váy ngắn, hở lưng, hở rốn, nói tiếng Kinh chưa sỏi, đứng trước quán chạy ra lôi kéo. Có em sùng sả hơn, còn nắm lấy tay khách,
lôi tuột vào trong quán, dùng thân thể kềm sát. Điều nhức nhối nhất là tụ điểm này còn có những gái bán dâm ở tuổi vị thành niên. Tại vùng biển này, nhiều sơn nữ tự nguyện hạ sơn hành nghề sung sướng, nhưng cũng có nhiều sơn nữ bị lừa bán, bị dòng đời xô đẩy, để rồi trở thành gái bán dâm phiêu dạt khắp nơi. Chúng tôi làm quen với Na, cô gái đã có thâm niên 3 năm bán hàng ở Hoàng Câu. Na trước đây cũng là hoa khôi ở Châu Kim, huyện Quế Phong. Cô đẹp rực rỡ như đóa lan hồ điệp trên đỉnh. Bù chồng cha, nhưng rồi tai họa ập xuống. Bố bị nghiện phải vào tù, mẹ bỏ đi biệt tích. Na một mình nuôi hai đứa em nhỏ. Trong lúc đó, một phụ nữ đến làm quen. Phỉnh Na là có chỗ làm ăn ngon lành lắm, lương tháng hơn 5 triệu đồng, và Na đã đi theo chị ta. Na không ngờ được đời con gái của mình bị đánh cắp. Người phụ nữ đó đưa Na đến Hà Tĩnh, bán cho một chủ chứa rồi lẳng mất tâm. Sau 3 năm phiêu dạt ở Xuân Thành, Na trở về Hoàng Câu tiếp tục hành nghề. Em cũng biết nghề này là tủi nhục, nhưng biết làm răng được. Em phải nuôi hai đứa em, và về lại quê thì cũng chẳng biết làm gì. Khi nào kiếm được một số tiền kha khá, em sẽ về trên kia tìm một nghề gì đó làm. Sau bão ma túy, ma lực đồng tiền lại xuất hiện như một cuộc chiến mới ở vùng cao của Nghệ An. Nhiều cô gái khi đã lựa chọn lạc bước vào chốn mua vui thân xác, có khi trở về với vẻ giàu sang. Thế nhưng cũng có những sơn nữ kém may mắn, lạc chân vào động quỷ của bọn buôn người, trở về tay trắng và mang trong mình mầm móng của căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS. Và chính đội quân bán hàng sung sướng này là tác nhân lây truyền HIV/AIDS một cách nhanh nhất, là thảm họa cho toàn xã hội. Khi ánh đèn đường bật sáng là lúc đội ngũ gái vẫy bắt đầu ra quân. Các cô gái khoác trên mình những bộ quần áo ngắn củng, thiếu trên hụt dưới, với lớp phấn son dày cộm, thì nhau mời gọi khách. Những hình ảnh nhạy cảm đến độ nhức mắt vẫn mặc nhiên trên phố Sài Gòn, trong các điểm kinh doanh núp bóng. Tại khu vực chân cầu Sài Gòn, phường 25 quận Bình Thạnh, gái mại dâm thường ngồi chờ ở các lùm cây ven đường, đứng xếp hàng trên con đường đang tu sửa. Dưới ánh đèn mờ ảo, gái vẫy đi đi lại lại với ánh mắt liếc quanh, hễ thấy ai điều khiển xe chậm chậm là ngay lập tức buông lời. Không cần phải rêu rao quảng cáo, chuột chuột là ám hiệu mà bất kỳ gái bán dâm nào cũng đều sử dụng để mời gọi khách. Gái bán dâm ở đây đều lớn tuổi nhưng vẫn hoạt động khá nhộn nhịp. Bên cạnh các gái vẫy này, lúc nào cũng có cánh xe ôm, kim bảo kê kèm cặp. Nếu khách có nhu cầu hay được má mì điều đi, thì ngay lập tức gái vẫy sẽ nhanh chóng được đưa đi bằng xe ôm. Dạo một vòng quanh chân cầu Sài Gòn, chúng tôi được một thanh niên tên B dẫn đi tận tình. B là một tay chuyên đưa rước gái bán dâm cho khách. B dẫn chúng tôi đến khách sạn hát chân cầu Sài Gòn, lúc nào cũng khép hờ cửa. Bên trong là hai cô tiếp viên trẻ đẹp, ăn mặc sexy, đang ngồi pha nước. Thấy khách, hai cô gái vội vã đứng dậy, chạy tới vuốt ve cợt nhã. Đường Ung Văn Khiêm, phường 25 quận Bình Thạnh, từ lâu được mệnh danh là thiên đường sung sướng cho các quý ông. Có mặt tại đây vào khoảng 0 giờ, khi nhà dân đã đóng cửa then cài, đường xá chỉ còn lại ánh đèn vàng hiu hắt. Chúng tôi thấy gái bán dâm đứng thành từng nhóm. Họ chỉ tầm độ đôi mươi, đi cùng luôn là các thanh niên trẻ. Chục chục, gái bán hoa mời gọi, thấy chúng tôi lờ đi, một thanh niên trong nhóm chở theo cô em nước da trắng, mặc phủ lớp son dày, ăn mặc mát mẻ, với chiếc áo trắng mỏng dính, quần đùi hớ hình, bó sát đuổi theo. Dù 500.000 đồng, qua đêm 1.500.000, cho hai người luôn anh, bao khách sạn. Người thanh niên kỳ kèo giá. Khi chúng tôi trả giá quá thấp, người này tỏ ra khó chịu rồi bỏ đi. Tuyến đường này, gái bán hoa chỉ xuất hiện độ 1 đến 2 giờ sáng,
Còn tầm 9 đến 10 giờ đêm, chị chó các cò đảo quanh để tìm khách. Tại cầu bông đường Đinh Tiên Hoàng, phường 1, quận Bình Thạnh, ngay từ 7 giờ tối, bướm đêm đã đứng sẵn trên cầu lượn lờ qua lại. Cây cầu không quá dài, nhưng có tới cả chục gái vẫy. Cứ khoảng 3 mét lại có một người. Gái bán dâm ở đây đứng ngồi với đủ tư thế. Từ giữa lưng vào thành cầu, cho đến các cử chỉ khiêu khích, tiếng chuột chuột lại vang lên khi có người đi đường đảo mắt. Gái vậy ở đây cũng còn khá trẻ, nhưng hành động rất táo bạo. Vừa thấy khách đi đường, dừng xe là ngay lập tức họ ám sát mời gọi. Vui vẻ chút không anh? 250.000 đồng một giờ, qua đêm thì 600.000 đồng, bao khách sạn. Thấy khách chần chừ, gái bán dâm nói tiếp. Đi đi anh, mưa gió thế này, đứng đây lạnh chết, vào khách sạn trước đi anh, mưa đó. Hỗ trợ cho việc mua dâm tại đây còn có một hệ thống các tài xế xe ôm kim luôn cò mồi, bảo kê và chở đi khách sạn nhà nghỉ. Theo tìm hiểu của chúng tôi, tất cả các gái bán dâm tại khu vực này đều chịu sự quản lý của một phụ nữ tầm hơn 40 tuổi. Chị ta luôn túc trực tại cầu bông để điều đào. Khi đạt xong thỏa thuận, khách vào khách sạn đã được đặt trước, lát sau có xe ôm đưa đào đến. Số tiền mua dâm được giao cho xe ôm, chứ gái bán dâm không được phép nhận tiền. Không giống những nơi khác, khu vực cầu Thị Nghè, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm nổi tiếng với các cô nàng chân dài dập dìu trên những chiếc xe ga bám theo gạ gẫm khách. Càng về khuya, hoạt động càng mạnh. Các gái VIP liên tục lướt qua lướt lại, chỉ cần phát hiện xe máy của nam giới là ngay lập tức áp sát và ra giá một cách trắng trợn. Còn tại khu vực cầu Bình Triệu, Thủ Đức, đêm nào cũng xuất hiện vài cô nàng tươi mát lượn lờ. Gái ở đây thường hoạt động riêng lẻ, không chịu sự chi phối từ má mì. Ngoài ra, trên địa bàn thành phố còn hàng chục điểm nóng khác như công viên Phú Lâm, quận 6, ngã ba 621 Thủ Đức, khu chế xuất Linh Trung, Thủ Đức, đường Nguyễn Văn Linh, quận 7. Trên quốc lộ 1A, đoạn từ cầu vượt sóng thần tới quận 12, thời gian gần đây mọc lên hàng loạt các quán cà phê đèn mờ cùng các tiệm hớt tóc trá hình với số lượng lên đến hàng chục quán. Chỉ riêng đoạn đường ngắn từ cầu vượt sóng thần về ngã tư Gò Dưa đã có hơn 5 quán cà phê khiêu khích. Vài chậu cao cảnh cùng những sợi dây đèn màu nhấp nháy cũng đủ sức tạo cảm giác cho khách ham của lạ. Phía trong chỉ là đôi ba cái ghế và bàn nhựa xếp san sát nhau, những cặp chân dài khiêu khích với trang phục cực kỳ mát mẻ sẵn sàng phục vụ thượng đế. Các quán cà phê này ban ngày thường không mở cửa mà chỉ khép hờ. Về đêm, bắt đầu từ chạng vạng, xuất hiện các bóng hồng ra trước quán mời gọi khách. Người ngồi trên ghế, kẻ đi qua đi lại khiến không ít người nhức mắt. Từ 8 giờ đến 10 giờ là lúc cao điểm của các dịch vụ này. Khách ham của lạ lặng lẽ tấp xe vào lề rồi đi thẳng vào bên trong. Trong vài một vị khách về miền Tây ghé lại nghỉ mệt khi trời đã tối, chúng tôi được các chân dài đưa thẳng vào hàng ghế trong cùng. Dưới ánh đèn nhấp nháy, các cô lượn lờ qua lại như khiêu khích. Đầu tiên là những hành động áp sát để phục vụ nước uống. Tiếp theo sẽ là những cuộc nói chuyện mà người ngoài cuộc sẽ không bao giờ hiểu. Tại cà phê M trên đường Võ Văn Tần, quận 3, ngay từ 11 giờ trưa đã xuất hiện các màn nhảy múa gợi dục cho đến tận khuya. Trong quán, các kiều nữ ăn mặc sexy với những màn uốn éo dưới ánh đèn mờ trong nền nhạc sập sình. Với phương pháp hoạt động 1 giờ, nghỉ 1 giờ, hầu như quán này rất khó bị phát hiện. Khi khách bước vào cà phê khiêu khích sẽ được nhân viên đưa ra phía sau và thực hiện đủ các chiêu trò tùy theo yêu cầu của Thượng Đế. Giá mỗi ly cà phê dao động từ 30.000 đồng đến 100.000 đồng. Nếu muốn bay, đã có sẵn hệ thống các nhà nghỉ với mức giá từ 40.000 đồng đến 60.000 đồng trên một giờ. Cách đó chưa đầy 100 mét. Số tiền cho một lần bay tùy vào sự giao kèo của khách và người quản lý gái bán dâm. Bình minh ló dạng cho đến ngọn đèn đường bừng sáng thì trên các con đường như Ngô Quyền, Hồng Bàng, quận 5,
Lạc Long Quân, quận Tân Bình, Âu Cơ, quận Tân Phú, Lý Thường Kiệt, Nguyễn Chí Thanh, Ngô Gia Tự, Trần Nhân Tông, quận 10 là các bến đỗ của gái mại dâm. Gái mại dâm hầu hết là những cô gái trẻ khoác trên mình những chiếc váy ngắn ngủn, đứng dưới những gốc cây vẫy khách. Một số lượn lờ trên các xe thuê của tú ông tú bà bảo kê để chào mời. Những cô gái mới vào nghề thì được ưu ái hơn, được nài chở đi để truyền lại bí kíp và kinh nghiệm. Khách không đi, có thể bị gái mại dâm tuôn ra những lời dung tục mỉa mai, thậm chí chửi bới. Nếu khách phản ứng, thì có thể bị vài vết sẹo trên mặt do nài gây ra. Khách mua dâm đủ mọi thành phần, nhưng tự lại họ đều có chung mục đích là đi tìm của lạ. Khoảng 22 giờ, trung tuần tháng 8, tại khu vực Tam Giác Vàng, Nguyễn Chí Thanh, Ngô Gia Tự, Trần Nhân Tông thuộc phường 2, 3, 9, quận 10 có khoảng 30 gái bán dâm. Các cô chọn đối tượng rồi chạy xe theo tiếp thị. Nếu khách đồng ý, các cô dắt vào hành lạc ở các khách sạn trên đường Sư Vạn Hạnh, Nguyễn Duy Dương. Mãi chăm chú quan sát một cô gái đang gạ gẫm một thanh niên mặc bún ra sữa. Bất ngờ, một giọng nói ở phía sau vọng tới làm chúng tôi giật mình. Nhìn gì vậy anh? Đi chơi với em nha. Ông bạn đi cùng hỏi. Đi bao nhiêu? Cô gái thọ thẻ. Đi dù 300 ngàn. Qua đêm thì 800. Em phục vụ hết mình. Giảm nửa tiền. Bên đó lo phòng, ok chứ? Ông bạn trả lời. Cô gái tăng ga vọt, đầu ngoảnh lại quát. Một nửa thì mày về rủ má mày chơi đi. Chúng tôi chuyển hướng qua khu vực Thảo Cầm Viên, cầu Thị Nghè, giáp ranh giữa quận 1 và Bình Thạnh. Sự náo nhiệt ở các khu chợ tình này không kém đường Nguyễn Chí Thanh. Dù đã bước sang ngày mới, người tham gia giao thông ít dần, nhưng các đội bướm đêm vẫn còn lăn bánh kiếm khách. L, cô gái 21 tuổi, nhưng đã có thâm niên trong nghề đứng đường gần 4 năm, mà tình cờ chúng tôi quen trong một quán karaoke mát mẻ ở quận 5. Sau những cái cụng ly chan chát, cô tiếp viên đến từ Tiền Giang thốt lên. Đứng Chí Thanh hay ngồi công viên Gia Định, thuê xe của lũ đầu trâu mặt ngựa, chỉ biết sống bám trên thân xác người khác, đối với em chả có gì mà xa lạ. Ai có dáng dễ nhìn, cùng lắm mỗi ngày đi được 3 khách, khoảng 800 đến 900 ngàn. Nhưng trả tiền khách sạn khoảng 210 ngàn, tiền bảo kê, tiền thuê xe, tiền xăng, son phấn, chi tiêu hàng ngày thì chẳng còn bao nhiêu. Còn mấy đứa bị nghiện thì phải vay nóng tụi nó để chích, rồi ráng gồng sức phục vụ khách, để lấy tiền trả lãi suất 15-20% trên ngày. Xe mình đâu mà phải thuê? L biểu môi nói. Muốn làm thì phải thuê xe, đóng tiền bảo kê mới có đất sống. Tụi nó đều ăn cơm tù nhiều hơn cơm nhà, tiền án tiền sự đầy mình, sẵn sàng hành hung những ai dưới trướng nếu không nghe lời. Nhiều lần lũ nó đánh những ông khách máu me đầy người, vì đã trả giá đồng ý vui vẻ với Đào, mà sau đó lại đổi ý không chịu vào khách sạn. Em giải nghệ trên đó được 6 tháng, giờ về với các quán nhậu thế này, được ngồi ăn nhậu với khách mà cũng có tiền, bèo bèo mỗi ngày cũng được vài xị. Còn khách muốn tới dép thì được bạc triệu. Phần lớn gái bán dâm đều nghèo khó, nghỉ học sớm, chủ yếu đến từ các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Do một thân một mình lên thành phố kiếm sống, choáng ngợp trước sự sầm uất náo nhiệt ở Sài Thành. Nhiều cô tuổi thân vì gái quê trắng tay thất nghiệp, vòng xoáy của đồng tiền đã làm cho họ đánh đổi tất cả. Mặc cho thú ham của lạ của đấng mày râu bệnh hoạn dày xéo để có được thu nhập. Khách làng chơi thích dùng của lạ, kiếp má hồng cần tiền tiêu xài, đốt cháy vào những làn khói nâu heroin, làm giàu cho những kẻ chăn dắt. Những cái tên như Út Nhỏ, Bé Em được cha mẹ ban tặng, phút chốc biến thành những cái tên mới như Thảo Ly, Họa Mi. Đứng thâu đêm ở đầu đường xóa chợ, tranh thủ cày kha khá tiền lận lưng, để trước khi quá đát thì giá trị chỉ còn vài chục ngàn hay một hơi rít ma túy. Khi nhan sắc đã tàn,
Tuổi thanh xuân đã cạn, các cô phải đánh đổi bằng bệnh tật, làm bạn với các làn khói từ ma túy, chuốc lấy nhiều hệ lụy đớn đau. Quý vị và các bạn thân mến, và đến đây thì thời lượng phát sóng của chương trình cũng đã kết thúc rồi. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Rất là mong nhận được phản hồi của quý vị ở phần bình luận phía dưới video của chúng tôi. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và xin được hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.